chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Trước đây mỗi khi nhắc đến laptop gaming của HP thì mình thường không thấy thú vị và hào hứng cho lắm, vì dù gì thì HP cũng là một hãng quá là nổi tiếng về các sản phẩm như là laptop ultrabook mỏng nhẹ này, thiết kế đẹp và các thiết bị văn phòng nữa. Và với sự trở lại của HP Omen vào năm ngoái khi được coi là mẫu laptop gaming đáng mua nhất trong năm 2020 với thiết kế thay đổi hoàn toàn, màn hình đẹp này, cấu hình xịn này mà mức giá lại còn rẻ nữa. Thêm vào đó thì sự ra mắt mới đây của HP Victus thì mình nghĩ là HP đang muốn mở rộng và khẳng định lại thương hiệu của mình một lần nữa trên đường đua của phân khúc laptop gaming. Chính vì thế với phiên bản 2021 năm nay, HP Omen cho ra mắt một loạt các phiên bản cấu hình khác nhau từ Intel cho đến AMD. Thì trước mặt mình đây là phiên bản Intel Core i5-11400H, RAM 16GB có 2 khe để các bạn có thể nâng cấp, 1TB SSD và NVIDIA RTX 3050 Ti. Thì laptop gaming đương nhiên thông số cũng như là cấu hình mình sẽ ưu tiên lên đầu tiên. Và đọc qua thì cấu hình thì đây cũng sẽ là mức tối ưu để các bạn có thể cân bằng mọi thứ từ CPU này, VGA, RAM và cả SSD nữa. Với 16GB RAM thì đã là đủ để các bạn có thể mua về sử dụng luôn và không cần nâng cấp. Dung lượng bộ nhớ cũng lưu trữ rất là thoải mái. Các máy gaming thì thường có cấu hình khá là ổn định để các bạn có thể chơi được các tựa game nặng. Thế nên là nếu muốn sử dụng để làm việc thì cấu hình này với 3050 Ti cũng có thể xử lý được hình ảnh và video tốt. Và cùng xem qua phần test hiệu năng của em nó nhé. Qua phần test hiệu năng thì cũng có thể thấy được là nhiệt độ của HP Omen khá là mát mẻ với hệ thống tản nhiệt được thiết kế xung quanh máy. Ở đây chúng ta sẽ có hệ thống tản nhiệt thông gió luồng khí 5 chiều từ đáy máy này, phía sau máy cho đến cả phần cạnh máy này đều có các khe thoát gió tản nhiệt luôn, thế là cực kỳ thoáng và đẩy hết được nhiệt độ ra ngoài. Khi máy hoạt động liên tục thì hệ thống tản nhiệt cũng sẽ hoạt động hết công suất, thế là có thể hơi ồn một chút. Thế nhưng bù lại máy của các bạn sẽ luôn mát mẻ để có thể chơi được các tựa game 3A và cả eSport. Về phần thiết kế thì phiên bản của 2021 không khác gì 2020 cả, vì ở năm 2020 HP Omen đã thay đổi toàn bộ thiết kế, không quá gaming hầm hố mà cực kỳ vuông vức, toát lên một vẻ rất là lịch sự với cả tông màu đen chủ đạo. Ở thiết kế này thì mình nghĩ là HP không chỉ hướng đến các anh em game thủ mà còn hướng đến đối tượng là dân văn phòng cần một chiếc máy hiệu năng cao để có thể làm việc. Điểm nhấn duy nhất thì đương nhiên là logo hình kim cương với dải màu loang nằm ở chính giữa máy, và khi ánh sáng chiếu vào thì nhìn chiếc logo này cực kỳ đẹp, ở dưới là chữ Omen. Và mình nghĩ là HP sẽ giữ thiết kế này của HP Omen trong một thời gian dài nữa để có thể tăng tính nhận diện thương hiệu ấy nhá. Mức độ hoàn thiện thì vẫn ở mức tốt, chắc chắn với cân nặng là 2,3kg, mức cân nặng vẫn có thể đáp ứng được tính cơ động cao. Bản lề này thì các bạn có thể mở được bằng một tay. Màn hình lớn 16.1 inch, viền màn hình mỏng sẽ cho các bạn trải nghiệm chơi game đã hơn so với màn hình 15.6 inch thông thường. Độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS, màn hình chống chói, tần số quét tiêu chuẩn là 144Hz và độ sáng lên tới là 300 nits. Chất lượng hiển thị hình ảnh cũng khá là tốt khi lên đến là 100% sRGB, 78% Adobe RGB, thì màu sắc của màn hình này đem lại khá là chuẩn để các bạn có thể làm việc được. Chuyển về dưới phần bàn phím thì phần bàn phím vuông vức y như máy, hành trình phím sâu gõ khá là thích, tuy nhiên thì layout phím hơi xa nhau quá, thế nên là nhiều lúc chưa quen thỉnh thoảng mình hay bị ấn trượt phím một chút, thế nhưng mà khi quen rồi thì trải nghiệm phím cực kỳ thoải mái. Phần bàn phím này sẽ là trang bị LED RGB 4 vùng và các bạn có thể tùy chỉnh ngay trong phần mềm là Omen Gaming Hub ở ngay phần bàn phím này. Phần touchpad thì được hoàn thiện tốt, cảm ứng đa điểm, tốc độ phản hồi nhanh. Tuy nhiên ấn vào thì có hơi cứng một chút, thế nên là mình đã phải dùng lực mới có thể sử dụng được một chiếc touchpad này. Cổng kết nối thì chúng ta sẽ có là 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C, 1 cổng mini DP, 1 cổng HDMI, khe thẻ SD, 1 cổng mạng LAN RJ45, cổng nguồn và jack audio combo. Siêu đầy đủ các cổng kết nối để các bạn có thể xuất hình ảnh này và cắm các thiết bị ngoại vi nữa. Tổng kết lại thì với mức giá hơn 38 triệu đồng, HP Omen vẫn mang lại cho các bạn một cấu hình tốt để có thể chiến game này, thiết kế thanh lịch, tinh tế, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình sẽ để ngay dưới phần mô tả phía dưới video nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.